xin chào các bạn hôm nay hai lúa sẽ lại bắt đầu một series mới mình nghĩ series này sẽ rất là hấp dẫn các bạn tại vì đây là một trong những cái nghề đang hot trên thị trường hiện nay đó là về itba thì nói tới itba thì trong series về bắt đầu vào nghề ba trình bày cho các bạn thì hôm nay mình sẽ đi sâu vào cái ITBA này cũng như là sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức, những cái kỹ năng, cách sử dụng công cụ, cách làm việc trong cái môi trường ITBA này. Thì đầu tiên, ITBA là gì? Các bạn cũng đã thấy là ở kỳ trước chúng ta đã có khá là nhiều định nghĩa về mặt BA. Thì ITBA ngoài cái chuyện là chúng ta sẽ có việc cầu nối giữa khách hàng, giữa stakeholder và IT là một cái người phiên dịch thông tin từ sách và IT là một người cũng khá là ba đầu số tay làm rất là nhiều công việc trong quá trình phát triển phần mềm phát triển những cái dự án về số hóa nhưng nói như vậy nói như vậy đúng không ạ không đúng tại vì theo cái định nghĩa của IIBA đúng không các bạn thì BA Business Analysis là một hoạt động tạo nên cái sự thay đổi trong cái hoàn cảnh của tổ chức bằng cách định nghĩa xác định ra những cái nhu cầu nhu cầu ở đây là những cái vấn đề những cái cơ hội những cái ý tưởng và từ đó đưa ra những cái giải pháp mà nó mang lại giá trị cho các stakeholder thì thật sự itba nó không phải là cầu nối nó không phải là một người bắt đầu số tai làm nhiều việc gì hết bản chất itba là một người ba là một công việc ba làm trong cái ngành it làm trong cái domain it thì thật sự nó sẽ có rất là nhiều cái khái niệm khác nhau, có rất là nhiều role ITBA khác nhau. Chúng ta cùng xem qua một số cái công việc mà có thể có của cái nghề ITBA này. Đầu tiên là nghề về mặt tư vấn. Tư vấn thì đây cũng là một dạng giống như là tư vấn chuyển đổi số, tư vấn về mặt sản phẩm dịch vụ IT, tư vấn về mặt những cái công việc, những cái dự án, những cái sản phẩm. Cái thứ hai là mặt chiến lược. Chiến lược thì có thể giống như là digital giá các lượng, các bạn có thể hiểu như vậy. Đưa ra những cái chiến lược chuyển đổi số, đưa ra những cái chiến lược phát triển doanh nghiệp, đưa ra những cái chiến lược ví dụ như là kinh doanh số, PR marketing số, những cái hoạt động số vân vân. Sản phẩm thì chúng ta sẽ có thứ nhất là cách rất rất là đơn giản đó là về việc phát triển sản phẩm phần mềm. Những phát triển những cái sản phẩm phần mềm, những cái app, những cái web, những uh, hệ thống thông tin vân vân. Rồi sản phẩm cũng là những cái sản phẩm số ví dụ như là digital banking, ví dụ như là fintech hoặc là những cái sản phẩm mang tính gọi là e-business tức là đưa tới những cái tự động hóa trong quá trình quản trị doanh nghiệp, tự động hóa trong quá trình bán hàng e-commerce vân vân. Rồi cuối cùng là việc triển khai. Thì việc triển khai nó cũng đòi hỏi những cái tư vấn, những cái hỗ trợ để mà giải quyết những cái vấn đề, giải quyết những cái nhu cầu của người dùng nữa. Chứ các bạn đừng nghĩ BA là một cái gì đó nó chỉ xoay quanh xác triển phần mềm đâu. BA có rất nhiều thứ. Có thể là cái title công việc nó không có chữ BA. BA thật sự là một cái kỹ năng rất là quan trọng trong quá trình các bạn làm việc. Thì trong quá trình phát triển phần mềm, mình nói cụ thể hơn, trong quá trình phát triển phần mềm thì sẽ có ba cái giai đoạn, ba loại BA. Đó là business analysis, thứ hai là system analysis và thứ ba là về UI UX. Thì business analysis chúng ta nói về phân tích nghiệp vụ. System analysis là chuyển đổi từ nghiệp vụ lên hệ thống. Và cuối cùng là UI UX thì chúng ta từ ba cái loại BA trên chúng ta sẽ có một số hướng đi là những công việc về BA, thứ hai là những công việc về SA. Thì thực sự BA hay SA thì thật ra nó cũng chỉ là những cái công việc mang tính là à, ví dụ như các bạn làm có thể là nếu như các bạn xuất thân từ non IT thì có đôi khi các bạn giai đoạn đầu các bạn vào sự nghiệp thì đôi khi người ta sẽ sắp xếp cho các bạn những cái công việc liên quan tới BA liên quan tới khâu business analysis để mà chúng ta thấu hiểu về mặt nghiệp vụ tìm thu thập thông tin thu thập yêu cầu từ phía khách hàng sau đó chúng ta mang về chúng ta phân tích chúng ta xác định rõ những cái yêu cầu nghiệp vụ những cái mong muốn những cái yêu cầu về quy trình thực tế của khách hàng rồi tiếp theo là khâu sa tức là khâu system analysis tức là khâu liên quan tới khi, khi mà chúng ta có phân tích nghiệp vụ rồi chúng ta chuyển đổi nó lên cái hệ thống như thế nào chuyển đổi lên thành app thành web thành hệ thống thông tin như thế nào đó thì thật ra ở Việt Nam á, bản chất thì các bạn hầu như là được tuyển mà một người khá là đa di năng các bạn sẽ được tuyển một lúc là các bạn vừa là BA vừa là SA hoặc là đôi khi các bạn mà thuần IT các bạn xuất thân từ uh, Dev các bạn xuất thân từ QC thì có thể các bạn là những người SA ngay từ đầu là vì các bạn nắm hiểu về mặt hệ thống nắm hiểu về mặt coding còn không thì các bạn có thể bắt đầu nghề từ vai trò BA sau đó các bạn có thể kim thêm cái SA thì thật ra BA hay SA gì thật ra cũng là lính lát, cũng là chuyên viên, cũng là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Nhưng mà cái khâu làm việc đó, nó sẽ có có hai giai đoạn. Một giai đoạn là Business Analysis, còn SA sẽ handle có giai đoạn là System Analysis. Rồi sau một thời gian các bạn làm tốt thì các bạn có thể lên Team Leader hoặc là những cái Role Manager hơn. Rồi sau đó các bạn có thể lên những cái lai trò ví dụ như là trưởng phòng, ví dụ như là giám đốc vân vân. Rồi trong quá trình phát triển các bạn tập trung trao dồi thêm những cái thức kỹ năng liên quan tới kinh tế, liên quan tới quản trị, liên quan tới lãnh đạo thì các bạn có thể lên những cái role ví dụ như là CIO, ví dụ như là CTO Thì mọi thứ đều bắt đầu từ một nhân viên bình thường thôi. Trừ khi các bạn là có ông cháu cha thì nhưng còn lại tất cả mọi thứ chúng ta đều bắt đầu là những nhân viên bình thường. Và cái công việc đầu tiên chúng ta có thể bắt đầu trong cái môi trường trong cái domain IT này là BA hoặc là các bạn nắm kỹ thuật hơn thì các bạn có thể bắt đầu bằng SA. Tuy nhiên thì thật sự ở những bài sau các bạn sẽ thấy dù làm BA hay làm SA gì thì vẫn có những cái role, những cái vai trò nhất định của những cái vị trí này chứ không phải là SA lớn hơn BA hay là BA lớn hơn SA hay là bất kỳ một cái gì không. Chúng ta không có một cái sự phân tầng, phân cấp để làm cái gì cả. Chúng ta cùng nhau hoàn thành công việc thôi. Rồi có một số bạn còn những gì thắc mắc ví dụ giữa BA, rồi PO, Product Owner và PM, Product Manager thì nó khác nhau như thế nào? Thì các bạn nên hiểu là ở đây mình cho một cái bạn một cái biểu đồ là các bạn là product owner, các bạn là product manager, các bạn là CIO, CTO vân vân. Thì cái việc hiểu đầu tiên đó là tất cả những cái role này đều có thể gọi là BI cả. Tất cả những cái role này đều có thể gọi là BI cả. Vì sao? Vì tất cả những cái role này đều yêu cầu những cái kỹ năng, những cái cách sử dụng công cụ của BI. BA lúc đó chỉ là một skill set, một cái bộ kỹ năng của những cái nhân vật này thôi. Cho nên cái việc đầu tiên các bạn hiểu tất cả những người này PA và BA và BA nó không phải lúc nào cũng là một cái title mà là công việc mà đôi khi nó chỉ là kỹ năng thôi. Rồi cái tiếp theo mình cũng là nói thêm một số cái. Đầu tiên là Product Owner. Product Owner các bạn đừng thấy là ở thị trường không biết Việt Nam tại sao định nghĩa Product Owner là Manager, là Manager Level. No. Product Owner là một role là một vai trò khi mà chúng ta áp dụng mô hình Scrum trong quản trị dự án hay là Agile. Thì Product Owner thì có thể bất kỳ là một người nào đó được assign vào một cái role đó được assign vào cái role product owner thì người đó là product owner thôi. Còn ở ngoài người đó là một chuyên viên phân tích nghiệp vụ, người đó là một người quản trị dự án, người đó là có thể là manager nhưng người đó cũng có thể là một nhân viên quèn chẳng có gì gọi là product owner là sếp ở đây hết á. Mọi người hiểu rất sai về cái product owner ở Việt Nam. Thứ hai là product manager thì ở Việt Nam mình cũng thấy một số công ty out suột định nghĩa product manager là sếp của product owner đồng làm, làm quản level quản lý. À, thì ok họ cũng một phần ở đó, maybe họ sẽ quản lý. Nhưng về gốc cốt lõi của nó thì product manager manager là người manage một cái gì đó. Thì bản thân đầu tiên một product manager là một người quản trị sản phẩm, một người quản lý một cái sản phẩm, một người ôn một cái sản phẩm. Còn product manager nó là sếp hay không? nó có quản lính lát gì hay không? Hay là làm một mình một ngựa hay đơn thuần chỉ là một chuyên viên? Thì đó là do sơ đồ tổ chức của một tổ chức. Product owner đầu tiên nó không phải là sếp rồi đó. Còn product manager nó là một cái vị trí công việc. Nhưng sếp hay không? Làm quản lý hay không là do sơ đồ tổ chức. Còn CIO, CTO thì chắc chắn đây là C-level thì chắc chắn là quản lý rồi. Thì ở đây các bạn thấy là thật sự là chúng ta là PA, PO hay PM gì hay là CIO, CTO gì. Cái việc đầu tiên các bạn nên hiểu PA chỉ là một bộ skill set, một bộ kỹ năng để mà người ta làm việc thôi. Còn làm quản lý hay không quản lý hay là khác biệt gì so với PA thì no. Làm quản lý hay không quản lý là do sở đồ tổ chức. Còn khác biệt với PA là chắc chắn là không tại vì tất cả những người này đều có thể gọi là PA. Tóm lại, thì ITBA một trong những cái ngành nghề mình thấy khá là hot trong khối ngành IT hiện nay là một cái ngành nghề cũng đúng đương nhiên nó là rất là quan trọng. Tuy nhiên các bạn hiểu nói về ai một người ITBA thực sự có rất nhiều công việc khác nhau, có rất là nhiều vai trò khác nhau và một người có thể chọn những cái hướng đi khác nhau trong cái domain IT này. Trong các bài tiếp theo, mình sẽ nói sâu hơn về cái việc làm ITBA trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cũng như là nói sâu hơn về những cái yếu tố về mặt kiến thức, kỹ năng, cách sử dụng công cụ, cách làm việc, cách trình bày vân vân. Hy vọng sẽ giúp được các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.